Hai các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn là thời điểm này, tức là tháng 5 2022, mình cần phải chuẩn bị gì trước khi mình về Việt Nam. Thì cái thứ nhất đó là mình chuẩn bị tiền. Có lẽ các bạn sẽ thấy mắc cười phải không các bạn, nhưng mà sự thật mà có tiền thì mình mới về Việt Nam được. Và cái thứ hai là các bạn phải có hộ chiếu Việt Nam. Còn nếu mà bạn nào mà không có hộ chiếu Việt Nam, tức là chỉ có quốc tịch Mỹ không, thì các bạn phải có giấy miễn thị thực. Thì nếu mà bạn nào muốn làm giấy miễn thị thực nhanh chóng, bao trọn gói, chỉ có 70 đồng thôi, thì các bạn có thể comment ở dưới cho mình, thì mình sẽ cho các bạn thông tin cái nơi làm rất là uy tín, cũng như là làm rất là nhanh chóng về cái giấy miễn thị thực này cho các bạn. Và cái thứ ba đó là mua vé về Việt Nam. Thì mua vé về Việt Nam các bạn nên lựa chọn những nơi uy tín để mà mua, để tránh trường hợp khi mà mình ra sân bay mình gặp những cái rắc rối không đáng có. Và cái thứ tư đó là đi làm test PCR. Thì cái video trước mình có chia sẻ về cái quá trình làm test xét nghiệm PCR rồi. Nếu mà bạn nào chưa xem thì các bạn có thể xuống comment, mình có pin cái link đó ở trên top của comment á. Các bạn chưa coi thì các bạn có thể click vào coi để mà đi làm giống như vậy. Và cái thứ năm đó là giấy chích ngừa COVID-19. Thì hiện tại khi các bạn nhập cảnh vào Việt Nam thì Việt Nam không yêu cầu các bạn trình giấy chích ngừa COVID-19 nữa. Cũng có nghĩa là các bạn không cần phải chích ngừa trước khi trở về Việt Nam. Nhưng ở đây có một cái rắc rối là trước khi mà các bạn quay về Việt Nam từ Mỹ, thì tại sân bay Mỹ, trước khi các bạn lên máy bay bay về Việt Nam, họ bắt buộc các bạn phải trình giấy chích ngừa COVID-19 trước khi họ cho các bạn lên máy bay. Cũng như nếu mà bạn nào bay về Việt Nam mà quá cảnh ở một cái nước nào đó, ví dụ như đợt vừa rồi mình về Việt Nam mình quá cảnh ở nước Nhật, thì tại sân bay Nhật trước khi mình bay từ Nhật về Việt Nam, họ vẫn bắt buộc mình phải trình giấy chích ngừa COVID-19 trước khi mà họ cho mình lên máy bay để bay về nước Việt Nam. Thành ra, mặc dù ở Việt Nam khi nhập cảnh bây giờ họ không đòi hỏi các bạn trình giấy chích ngừa COVID-19 nữa, nhưng các bạn vẫn phải bắt buộc chích ngừa đầy đủ trước khi các bạn muốn quay về Việt Nam, bởi vì ở sân bay Mỹ và sân bay quá cảnh họ bắt buộc các bạn phải làm như vậy. Và cái cuối cùng đó là tờ khai y tế. Thì trước đây Việt Nam yêu cầu mọi người quay về Việt Nam phải làm tờ khai y tế, nhưng bây giờ họ không yêu cầu nữa. Thành ra bây giờ mọi người khi mà trở về Việt Nam sẽ không cần phải làm tờ khai y tế như trước đây nữa.